Vậy thì em sẽ phân tích về mã NLG nhé. Đầu tiên thì anh có thể biết này, trong cái xu hướng trước đấy thì hiện tại thì NLG nó có một xu hướng đi ngang. Đây chính là một cái đi ngang này. Và ngay sau đấy thì con NLG đã có một phiên phá vỡ này. Và hiện tại thì đang quay trở lại đường đi ngang để kiểm tra lại. Và trong phiên ngày hôm nay thì nó có một sự một phiên tăng khá là đẹp. Thì nếu như mà anh mua phiên ngày hôm nay thì sẽ khá là ok. Bởi vì anh mua ở cái vùng này thì cái điểm cắt lỗ của anh nó khá là thấp. Đây nhá, cái sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn này. Khung thời gian là 1 giờ. Khung 1 giờ thì lẽ ra là mình đây này, khung khung 3 giờ sẽ đẹp hơn. Thì nếu như mà trong cái phiên hôm qua thì em nếu như mà cho em là người quan tâm thì em sẽ mua phiên vào ngày hôm qua rồi. Không phải là phiên ngày hôm nay xảy ra rồi mà em nói, mà bởi vì anh chị có thấy này, ở trong cái phiên này, đây chính là khoảng ngày 30 tháng 5 thì đây chính là vùng đã đi ngang. Thì con NLG này nó liên tục phá vỡ này, quét lên trên này, sau đó thì các phá vỡ giả này, phá vỡ cái vùng đáy này, nhưng tuy nhiên thì ngay sau đây bật lại luôn, tạo nên một cái nến gì ta, một cái nến pin ba, gọi là một cái nến xác nhận ở chiều xuống này. Thì nếu như mà em là ngày hôm qua thì em sẽ tham gia mua vào ngày hôm qua và để cắt lỗ vào vùng dưới này. Và cái điểm chốt lời của em hiện tại thì trước mắt thì chúng ta cần phải quan tâm tới vùng cản là 35. Còn nếu như mà xa hơn nữa thì mình có thể quan tâm tới khoảng tầm vùng giá là xa nữa thì mình sẽ quan tâm tới khoảng gần 38 đến 39 gì đấy. 38 hoặc 39 thì nếu như mà trong phiên nếu như mà anh có mua thì không sao. Đây là vấn đề mua đẹp trong ngày hôm nay mà. Cắt lỗ của tí này. Đây mắt là đẹp, bởi vì ngày hôm nay thì bất động sản thì nó cũng có một phiên tăng khá là đẹp. Trong khi đấy thì dòng chứng khoán là ngành ngân hàng điều chỉnh, thì khả năng trong phiên tuần tới thì trong phiên tới hai phiên tới cuối tuần thì nó sẽ bật tăng thôi. Do vậy thì là gửi anh yên tâm nắm giữ. Ok, cảm ơn anh nhé.